Thưa quý vị, sáng ngày 10 tháng 3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng chống ma túy do Bộ Công an tổ chức. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có đại diện các bộ ngành liên quan, lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đặc biệt có sự tham dự của đại diện lực lượng phòng chống ma túy trong toàn quốc. Theo Bộ Công an, thời gian qua, tình hình an ninh chính trị trên thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn, khó dự báo. Công tác đấu tranh với tội phạm ma túy ngày càng khó khăn, phức tạp với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi. Năm 2022, các lực lượng chuyên trách đấu tranh chống tội phạm ma túy của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính đã phối hợp hiệp đồng phát hiện, bắt giữ 26.967 vụ, 41.308 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 809 kg heroin, 6,1 tấn ma túy tổng hợp, 867 kg cần sa và trên 1 tấn ma túy khác. Triệt xóa 417 điểm, 43 tụ điểm phức tạp về ma túy, đấu tranh 1.563 vụ lợi dụng cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và dịch vụ nhạy cảm để sử dụng ma túy. Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, đánh giá, nhận định tình hình, đồng thời đề xuất các giải pháp để tổ chức triển khai có hiệu quả công tác phòng chống ma túy trong thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương những nỗ lực của cán bộ chiến sĩ lực lượng công an các cấp các ngành trong phòng chống tội phạm ma túy thời gian qua. Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ rõ một số tồn tại hạn chế, những khó khăn thách thức trong công tác phòng chống ma túy. Trên cơ sở đó tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng chống ma túy, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương, nhất là ở cơ sở, căn cứ chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức lãnh đạo chỉ đạo đấu tranh phòng chống ma túy từ sớm, từ xa, từ cơ sở, tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, đồng bộ về công tác phòng chống ma túy, khẩn trương kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm các cấp, tăng cường hợp tác quốc tế, nhất là các nước có chung đường biên giới và các quốc gia có tiềm lực về kinh tế, kinh nghiệm trong công tác phòng chống ma túy, đẩy mạnh triển khai chương trình phòng chống ma túy giai đoạn từ 2021-2025. Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an thực hiện tốt chức năng là cơ quan thường trực về phòng chống ma túy, tập trung đấu tranh triệt xóa các cơ sở, điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan quản lý chặt chẽ người sử dụng trái phép chất ma túy. Bộ Quốc phòng quản lý chặt chẽ tuyến biên giới, phối hợp với lực lượng công an để phòng chống ma túy từ xa, nhất là khu vực biên giới, trên biển. Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Y tế tăng cường kiểm tra giám sát, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm, nhất là các hành vi mua bán, vận chuyển, lưu hành các mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, lợi dụng để ma túy núp bóng. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức đánh giá hiệu quả các biện pháp cai nghiện, sớm đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai. Bộ Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức phòng chống và kiểm soát ma túy, ưu tiên bố trí kinh phí phù hợp, sửa chữa, nâng cấp hoặc xây mới cơ sở cai nghiện ma túy công lập, đáp ứng yêu cầu, tăng cường công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và quản lý sau cai nghiện. Thủ tướng cho rằng, cuộc đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy còn rất nhiều cam go, nguy hiểm và khó khăn. Mong muốn và tin tưởng lực lượng công an cùng với các bộ ngành, lực lượng khác lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trên mặt trận đấu tranh phòng chống, kiểm soát ma túy, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên, lành mạnh và hạnh phúc của nhân dân.